Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip ngày hôm nay thì em Thanh có quay và giới thiệu cho anh em về một con đậy. Con đậy là một con đậy 2 kênh nha anh em nhé. Trước mặt anh em đây là con đậy 2 kênh, nó có một cái logo là cái ngôi sao này. Đấy thì em có về cùng một cái lô cùng một cái loa. Thì rất tiếc là loa bát 30 thì em không có mua được. Đấy. Thì em chỉ mua được loa 25 thôi. Thì cái con mã này nó là 600W này, nó để đánh cho con loa bát 30. Đấy. Anh em nào mà có nhu cầu đánh cho những đôi loa bát 30 thì nghiên cứu con này. Tiếng nó hay lắm. Tiếng nó rất là hay. Con này thì nó cùng với cái lô loa là cái đời của nó rất là mới nha anh em nhé. Từ năm 2017 thì anh em quan sát cái bo mạch của nó này. Nó làm cực kỳ đơn giản nhưng mà cực kỳ hiện đại luôn. Đấy, con này là sử dụng mạch Clan H đời rất là cao. Đấy, nó chạy toàn bộ là bằng sò NJWK này. Đấy, cái mã của nó là SBC36. Các cái bo DSB của nó đây anh em nhìn này, rất là đẹp luôn. Đấy, nó làm rất là chất luôn. Bo driver rất là chất. Những con thúc rồi con cảm biến nhiệt bù áp nó đầy đủ hết, công nghệ nó càng ngày nó càng hiện đại các bạn. Rất là chất lượng. Đấy, anh em nhìn linh kiện này. Đấy, chúng ta nếu mà đếm sò thì anh em có sát là 1 2 này 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, nó có sử dụng là 10 sò một kênh. Đấy. Còn là nguồn của này thì nó khá là bự. Cái nguồn này nó phải rơi vào tầm 18, 19. Đấy. Biến áp rất là to. Nguồn đồng thì chắc chắn rồi. Cái hàng này thực ra nó là của DMX, nhưng mà có thể cái mã ngôi sao này là một cái mã riêng chăng thì em cũng không biết. Đó. Rồi. Anh em nhìn con sát tụ này, thằng này nó sử dụng là 2, 4, 6, 8 con tụ, mỗi một con là 63V, 10.000 microfarad, đó, rất là chất lượng. Rồi con này thì nó còn sử dụng quạt của Thái, con quạt Thái này. Đây, anh em nhìn này, made in Thái Lan, đấy, quạt Thái. Và nói chung là con đẩy này nó khá là mới anh em nhé, anh em chơi là rất là hợp lý. Con này về nó có các chế độ đánh này. Bright đánh chập được luôn này. Parallel này, stereo này. Đấy, nó đánh rất là tiện lợi. Con này thì nó bắt buộc là nó dùng bằng cái jack là bằng jack lưu trích cắm vào. Đấy, và nó có đường vào này, đường ra này. Đấy. Và giá thì em cũng nói luôn, con này của nó em hiện tại em đang bán là 4.500.000 một con. Đấy, đánh được các loại loa bát 30 hàng bãi rất là mới nha các bạn nhá. Đó, anh em mà có nhu cầu chủ động liên hệ nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.